Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả thương mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến. Xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương xin giới thiệu đến quý vị một vị khách anh thuộc quân chủng Hải quân. Xin mời quý vị chào đón cựu thiếu tá Bùi Ngọc Long. Dạ, xin mời anh. Tôi thiếu tá Bùi Ngọc Long, phục vụ trong quân chủng Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Xin trân trọng kính chào quý chiến hữu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quý vị khán thính giả của Đài Hồn Việt. Trên trận đấu. Dạ. Được hả? Dạ, thưa em, mời anh ngồi. Em Trang Thanh Lan, Phường Quế. Xin hân hạnh được đón tiếp anh ở đây, cũng như là chào Quốc Phúc, chào em trai. Dạ thưa anh, bây giờ cái thắc mắc đầu tiên của em nè, nãy em nghe, thường thường em nghe binh chủng, chứ em không nghe được là cái quân chủng. Thưa anh có thể giải thích cho em biết cái quân chủng và cái binh chủng nó khác nhau như thế nào thưa anh? Nếu mà gọi chung về Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì phải nói là quân binh chủng. Yeah. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân chủng tức là những cái lực lượng yểm trợ thôi. Thí dụ như là hải quân thì yểm trợ, tức là yểm trợ ngoài biển, yểm trợ trên sông rạch. Yeah. Tức là không quân yểm trợ trên không, thả bom bắn trên máy bay xuống. Thì đó là những lực yểm trợ thì gọi là quân chủng. Yeah. Thế còn binh chủng là tất cả những cái binh chủng mà trực tiếp chiến đấu, chẳng những thiết giáp hoặc trực tiếp chiến đấu. Và biệt động quân, thủy quân, lục chiến, bộ binh, các sư đoàn v.v. là trực tiếp chiến đấu thì gọi là binh chủng. Ồ dạ. Vâng. Bây giờ mình mới biết ha, lúc nào. Vâng. Lúc trước em cứ nghe là binh chủng không à. Bây giờ vâng. Em mới được biết là cái binh chủng hải quân, quân chủng là quân chủng hải quân không và quân chủng không quân. Vâng, quân tức là lực lượng yểm trợ. Dạ. Hai cái lực lượng là yểm trợ, chứ không phải tác chiến chính. Dạ, còn binh chủng là thủy quân lục chiến, nhảy dù, biệt động quân, bộ binh. Tất cả các binh chủng. Trực tiếp chiến đấu, gọi là binh chủng. Cảm ơn anh. Vâng. Bên đây mình mới hiểu. Không có mấy ông anh thì thế nào thì em cũng không hiểu được nhiều về cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì anh có thể cho chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng như khán giả của chúng ta đang xem chương trình cũng như các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Anh nhập ngũ năm nào thưa anh? À, theo lệnh động viên thì tôi đã nhập ngũ năm 1960. Yeah. Vâng. Ngày như năm 60. Yeah. Vâng, chính năm 60. Bắt đầu thì anh đi học ở đâu thưa anh? Ở quân trường nào? Tôi nhập theo lệnh động viên năm 1960 của Tổng thống Ngô Đình Diệm ký hồi đó. Yeah. Thì tôi đã, theo cái lệnh động viên đó tôi gia nhập, nhưng mà huấn luyện về cơ bản quân sự đầu tiên đó là huấn luyện tại trường Võ Khoa Thủ Đức. Yeah. Thế sau đó thì tôi được tuyển chọn về quân chủng hải quân. Yeah. Và tiếp tục huấn luyện về hải quân tại trung tâm huấn luyện hải quân Sài Gòn. Huấn luyện tại Sài Gòn luôn hả? Tại Sài Gòn luôn. Rồi sau khi mãn khóa đó thì anh đi đóng quân ở đâu thường nhất thưa anh? Tất cả những đơn vị tôi lần lượt phục vụ là sau khi mà học xong huấn luyện về hải quân đó, thì tôi phục vụ tại Bộ Chỉ huy Giang Lực. Thì tôi tiện đây tôi cũng nói rõ là trong cái hải quân nó có những lực lượng chính như hải lực. Yeah. Hải lực là những lực lượng mà đi ngoài biển gọi là hải lực. Yeah. Yeah. Thế còn
gọi là những lực lượng về sông ngòi, tức là những lực lượng mà đi trong sông rạch. Yeah. Đó. Thế rồi lực lượng mà đi tuần dọc theo những bờ biển không đi ra khơi đó thì gọi là duyên lực. Yeah. Nó phân biệt như vậy. Thế là nguyên cái về cái lực lượng ở trên sông rạch nó cũng có nhiều đơn vị khác nhau. Yeah. Thế chẳng như là đơn vị về cái giang đoàn. Yeah. Giang đoàn mà hồi đó gọi là giang đoàn xung phong. Yeah. Thế là sau này thêm những cái giang đoàn thủy bộ. Yeah. Yeah. Giang đoàn tuần thám. Đó. Thế rồi giang đoàn gọi là thủy bộ. Dạ. Còn giang tốc đỉnh là gì thưa anh? Giang tốc đỉnh là cái loại mà loại tàu nó chạy bằng động cơ phản lực. Nó chạy rất là lẹ, nó chạy giống như bò vậy đó. Dạ. Bò nó không có chân vịt. Dạ. Mà nó chạy động cơ phản lực thì thường nó chạy rất là lẹ, thì những cái săn đuổi vịt cộng cái đó là rất là hữu hiệu. Dạ. Gọi giang tốc tức là lẹ đó. Giang tốc đỉnh là cái tàu. Dạ. Giang là trong sông, dạ. Mà tốc là chạy lẹ, dạ. Gọi là giang tốc đỉnh. Dạ thưa anh, còn cái từ tuần giang cảnh là để cho... Không giang cảnh là cái đó là chỉ dành cho những người phía bên cảnh sát thôi, chứ không phải cho... Cảnh sát mà là coi như săn bắt ở dưới sông luôn. Ở dưới sông đó, giang cảnh đó. Giang cảnh. Vâng. Dạ. Nhưng mà thưa anh, cái giang tốc đỉnh thì có dễ sử dụng không thưa anh? Cái có giống những cái tàu thường không anh? Thì tất cả về cái cách lái nói kia, yeah. thì nó giống, yeah. nó giống, thế nhưng mà thì nó khác là cái động cơ của cái giang tốc đỉnh đó là nó không xài động cơ có cái quạt ở dưới, yeah. Mà nó là phản lực, tức là nó nhồi nhồi tiền thừa đó, yeah. nó càng chạy càng cạn nó thì nó chạy càng lẹ. Nhưng mà thưa anh, ai những người mà có cấp bậc cỡ nào đó thì mới lái được cái chiếc đó anh, hay là không, cái tất cả từ tàu lớn đến tàu nhỏ là thường thường là do các thủy thủ lái. Dạ. Thủy thủ trong hải quân nó chia ra làm những cái loại thủy thủ khác nhau, chẳng như thủy thủ thì thường ta đeo cái nghề của người ta ở cái vai này. Dạ. Nếu mà ta đeo những cái bánh xe đó, bánh, dạ. xe như bánh xe mía đó, dạ. thì gọi, dạ. thì gọi là thủy thủ vận chuyển, dạ. Vận chuyển tức là lái tàu, dạ. Thế còn nếu ta đeo cái súng ở vai này thì gọi là thủy thủ trọng pháo, dạ. Thế còn về cái thủy thủ mà về cơ khí thì nó đeo về cái mà về máy móc, dạ. ở vai này về cơ khí. Nói tóm lại là có cái mỏ neo, xin lỗi anh, em còn cái gì, có cái mỏ neo đó anh, em thấy có cái mỏ neo không, cái mỏ neo thì bất cứ cái phù hiệu đó, cái hải quân nào thì cũng có, dạ. có cái mỏ neo hết, dạ. cái mỏ neo là cái, dạ. tượng trưng của hải quân, dạ. Ừ. Tức là tượng trưng cho hải quân là cái phù hiệu đó, đó, cái mỏ neo, dạ. Wow. Dạ thưa anh có một cái kỷ niệm nào mà trong thời gian anh đi lính hải quân thưa anh, cái những cái gì đụng trận mà gọi là đáng nhớ nhất không thưa anh? Cũng đã về nói về cái kỷ niệm á, thì cũng như cuộc đời của chúng ta rất, yeah. nhiều kỷ niệm từ, yeah. lúc nhỏ cho đến lúc lớn, yeah. thì trong quân ngũ của tôi cũng vậy, nó có những kỷ niệm mà nếu mà nói chỉ riêng về vấn đề quân ngũ không, hay là cuộc đời phục vụ của tôi trong quân chủng hải quân, yeah. thì nó cũng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn, vui cũng có, buồn cũng có, yeah. thế nhưng mà kỷ niệm để mà nó có thì tôi phân biệt là nó có hai cái loại kỷ niệm, yeah. một kỷ niệm gọi là kỷ niệm ghi nhớ, ghi nhớ tức là kỷ niệm không bao giờ quên được, yeah. thế còn cái gọi là cái kỷ niệm thường thường đó thì kỷ niệm để mà nhớ lại thôi, nếu mà mới nhớ lại thôi chứ không phải là ghi nhớ, chỉ nhớ lại chứ không phải là ghi nhớ, yeah. ghi là mình ghi chép, yeah. rõ ràng ngày tháng năm đủ thứ, yeah. gọi là ghi nhớ. Không quên hết. Thế còn đây mình nhớ lại, hồi đó thế này kia, gọi là cái ghi nhớ, yeah. của kỷ niệm, nhưng mà ghi nhớ. Thế thì kỷ niệm ghi nhớ trong đời tôi thì có hai kỷ niệm. Yeah. Mấy cái kỷ niệm này thì đã nói là ghi nhớ thì nó phải có ngày, có tháng, có thời điểm, yeah. của nó, thì mới gọi là ghi nhớ. Thí dụ tôi gặp hai cô ngày hôm nay, lúc bây giờ ngày nào tại đâu. Đó. Có ghi nhớ không? Đó thì là ghi nhớ, ghi nhớ chứ. Thế thì kỷ niệm đầu tiên mà tôi ghi nhớ
là vào năm 1960. Yeah. Không, 1965, xin lỗi, 65. Đầu năm 1965. Yeah. Thì khi tôi chỉ huy một đoàn tàu đi trên sông Rạch ở cái vùng bốn sông ngòi. Đó, thì tôi đi vào chiều tối, thì tôi đi bình thường như mọi khi không có gì hết, nhưng mà đi đó thì cái bữa đó vào đầu năm 60 tôi đi bị bắn một trái đạn. Mà trái đạn là nó bắn một cái, tôi đi đoàn tàu có tàu lớn tàu nhỏ, nhưng mà cũng bắn cái tàu nhỏ, mà cái tàu nhỏ nó có cái súng đằng trước gọi là súng 12 ly đó, mà chung quanh cái khẩu súng đó, nó có cái gọi là cái lanh đa, tức là cái chắn bằng cái sắt mà gọi là 12 ly chung quanh vậy. Yeah. Người lính chung vào đó bắn. Thì thử nếu mà đạn Việt Cộng bắn súng bắn thường không ăn thua hết. Yeah. Thế nhưng mà tối hôm đó không hiểu nó bắn bằng cái đạn gì. Bắn bằng cái đạn gì mà khi nhìn vào cái sắt mà nó dày 12 ly như vậy, nó xuyên thủng. Yeah. Nó xuyên thủng một lỗ như bằng cái đồng cát 25 cent thôi. Yeah. Thế nhưng mà khi nó vô trong á, thì nó phá tung ra, nghĩa là bao nhiêu của những cái hộp đựng đạn trong đó là cái đạn trong đó là chảy ra nước hết. Yeah. Nhưng mà hên là không có người lính nào ở trong đó bởi bất ngờ. Yeah. Không biết rằng nếu mà tác chiến thì đi mà tác chiến được, khi tất cả là sĩ quan hay là lính là phải vào gọi là nhiệm sở tác chiến hết. Yeah. Nhưng mà trong cái đó chúng tôi còn ở ngoài đi bình thường thôi, thì đi bắn như vậy. Bắn như vậy thì không biết là đạn gì cả. Thế và sau này đưa tất cả cái vỏ đạn mà đưa lên Bộ Tổng Tham mưu để cho những người nghiên cứu xem loại đạn gì đó, thì người ta không biết là cái loại đạn gì, rất là lạ. Thế về sau này mãi mấy năm sau người ta mới cho biết đó là cái loại đạn B-40. Thành thử đó là kỷ niệm, có thể nói tôi là cái một quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa là đã bị cái đạn B-40 bắn lần đầu tiên. Đó là cái trái đạn đó là anh bị thương đó hả? Không bị thương, tôi không bị thương, lính tôi cũng không bị trên thương. Trên tàu có an toàn hết, không ai bị gì hết? Không, tàu thì chỉ bị lủng cái blender, tức là cái mà nó lái chắn của cái nòng súng 12 ly 7 ấy thôi. Nhưng mà tất cả thùng đạn xung quanh lại chảy nước hết. Yeah. Nó nóng, dễ sợ như vậy. Mà nó về sau này nghiên cứu thì cái đạn B-40 đi giống như là một cái bông chuối vậy đó. Yeah, nó to, bông chuối to như vậy đó. Yeah. Thế mà khi bắn vô thì nó chỉ xuyên thủng một cái lỗ nhỏ bằng cái đồng 25 cent thôi. Nhưng mà khi nó chung vào trong được nó phá. Yeah. Nó phá mà nóng cả bao nhiêu ngàn độ thì nó chảy, đạn nó chảy ra nước hết. Cũng may lúc đó là không có ai. Vâng, không có ai ở trong cái ổ súng. Nhưng mà theo anh thì đó là lần đầu tiên cái đạn B-40 mà Việt Cộng nó sử dụng ở trong chiến trường Việt Nam của mình. Trong chiến trường Việt Nam, cả hải lục không quân, tất cả quân binh chủng tôi là cái người đầu tiên bị cái đạn đó. Dạ. Cái đoàn tàu tôi bị cái phần, chứ không phải tôi. Dạ, cái đoàn tàu nó bị. Và đồng thời mới là nghiên cứu mới biết đó là B-40. Vâng, và sau. Tức là năm 65 đó phải không thưa anh? Bộ Tổng Tham mưu nghiên cứu mãi mới tìm được, mới cho xác nhận cái đó là đạn B-40. Dạ. Vâng. Hỏa tiễn, gọi là hỏa tiễn B-40. Hỏa tiễn B-40. Cái thứ mà nó hay để trên vai đó mới thưa anh. Không, cái đó thì nó cũng bắn, nó cũng có cái súng nó bắn. Thế giống như cái bắp chuối vậy không? Như bắp chuối đó. Thế nhưng mà sau này thì tôi đi sau này thì nó nghiên cứu cũng B-40. Trước thì chỉ bắn một trái vậy thôi. Nhưng mà sau này bởi tàu của tôi chạy dưới nước này thì nó nghiên cứu xem là bắn thế nào mà lủng được tàu. Để cho tàu có thể mà chìm. Yeah. Thành thử ra nó gài ở trên những cái bờ sông Rạch á, là nó gài ba trái. Yeah. Một ba trái xong nó leo lên tuốt cây dừa, nó điều khiển bằng dây điện á. Hết đoàn tàu tôi đi ngang nó bấm một cái là ba trái bay. Yeah. bay sát mặt nước, tức là vào tàu. Yeah. là không thể bị chìm, nhưng bị lủng. Nhưng về sau này tụi tôi nhưng đi... mà mình có công phá lại không thưa anh? Mình có mình bắn không, trả lại không? Bắn chưa lắm đó. Cái đó thì khi mà đụng nhau với Việt Cộng ấy, thì chúng tôi chỉ có thể là bị cái viên đạn đầu tiên của nó. Nó có như vừa rồi tôi kể đó, là nó bắn bất ngờ cái trái B-40. Yeah. Mà sự thực là cái đường đó mình đi hàng ngày không có gì hết. Yeah. Mà nó làm bất ngờ. Chứ mà thành ra bất ngờ nó chỉ làm bất ngờ được cái phát súng đầu tiên thôi.
Nhưng mà sau khi á, cũng như cái lần trước mà nó bắn cái B-40 như vậy, thì sau khi nghe tiếng nổ cái ầm một cái vậy, thì tất cả súng của đoàn tàu tôi là chĩa lên hai bên bờ, nghĩa là bắn tan nát hết. Thành thử ra khi mà Việt Cộng đụng với Hải quân là coi như thua. Là vì hỏa lực không phải đeo đạn, Hải quân không phải mang đạn như là bên bộ binh phải mang theo nó nặng nề. Mà tàu là chứa bao nhiêu thùng đạn bắn cả tháng không hết. Đó thành thử ra đụng với Hải quân là thua. Mà nó chỉ ăn thua là cái lúc đầu nó bắn được mình cái gì thì nó không làm gì được. Nhưng mà lúc nào thì cần Hải quân yểm trợ thưa anh? Trong cái cuộc hành quân? Vâng, trong cuộc yểm trợ thì nó như vậy là thường thường là chúng tôi là theo cái luật của Hải quân là chúng tôi không có được lên bờ. Nếu chết liệt lên bờ là coi như không có tiền nữa. Không có tiền tử tuất đó. Đó. Bởi mình ở dưới nước, mình ở trên tàu là chết trên tàu. Đó cũng như cái ông Ngụy Văn Thà mà cái HQ-10 mà ông chết là chết theo tàu đó. Chết theo tàu chứ còn nếu mà cũng không có được lên bờ. Đó cái luật của Hải quân như vậy. Thì thế đó cũng gọi là tại tôi nói là Hải quân hay là không quân là lực yểm trợ là nó như vậy. Tức là chúng tôi đi hành quân là chở theo bộ binh. Thí dụ như hành quân ở cái vùng của sư đoàn 25 ở Bình Dương hay là sư đoàn 7 dưới Mỹ Tho, sư đoàn 21 ở dưới đó thì là chở theo họ đi hành quân. Thế là có lúc mà chở những cái đơn vị chính như là thủy quân lục chiến đi hành quân. Đó thì là chở theo họ đó rồi. Trước khi họ lên đến cái điểm mà đã định với nhau trong cái tọa độ này là đổ quân, thì trước khi đổ quân chúng tôi xả súng bắn tan nát hết. Bắn tan nát hết rồi khi để cho họ lên nó an toàn. Giống mở đường đó mà. Đó, an toàn hết, nó lên an toàn. Con mìn bẫy gì nó gặp súng của Hải quân là nó nổ luôn rồi thì bộ binh lên đi an toàn. Dạ thưa anh, một lần anh đi hành quân như vậy thì khoảng bao nhiêu tháng mới quay trở về thưa anh? Thường thường thì nó tùy theo cái cuộc hành quân, mà thí dụ nó chỉ ngắn hạn chỉ một vài ngày về. Đó là lượng của tôi, mà đi biển thì mới đi lâu, đi biển có khi đi cả tháng. Nhưng mà đi hành quân thì nó có giới hạn thôi. Nhưng mà cái cuộc hành quân mà tôi sắp sửa cái kỷ niệm, nói đến kỷ niệm thứ hai của tôi trong cuộc đời ấy, thì đi cũng đi mấy tháng. Mà cái này là cái kỷ niệm thứ hai, tôi nói là kỷ niệm ghi nhớ không quên được. Đó thì đó là cái xong cái kỷ niệm lúc đầu mà tôi bị bắn B-40, thì cái kỷ niệm đó sở dĩ nói lại là tôi là cái người quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Cộng bắn đạn B-40 đầu tiên. Không có người nào bị mà tôi là người bị đầu tiên. Bởi không ai biết cái đạn gì cả. Kỷ niệm thứ hai của anh anh có thể kể cái kỷ niệm thứ hai của anh. Kỷ niệm thứ hai là như thế này. Là vào đầu năm 1969 á, thì khi đó Mỹ họ chuẩn bị họ Việt Nam hóa chiến tranh. Nên do đó họ bàn giao rất là nhiều tàu. Tàu biển cũng có, tàu sông cũng có, đủ thứ tàu hết. Thế thì tôi là cái người mà một trong những người mà nhận cái bàn giao về cái lực lượng thủy bộ, gọi là lực thủy bộ đó. Tại Hải quân xưởng Mỹ nó đưa tất cả đến tàu nó bàn giao. Thì bàn giao tất cả nó có là giai đoạn thủy bộ 71, 72, 73, 74, 75. Đúng không? Tất cả là có 5 giai đoạn thủy bộ như vậy. Bàn giao tại Hải quân xưởng vào đầu năm 1969. Thế thì khi đó bàn giao, khi bàn giao thì chúng mặc đồ trắng như vậy. Mặc đồ trắng là cái này gọi là tiểu lễ mà. Mà cái lễ bàn giao tức là một cái là tiểu lễ mình phải mặc đồ trắng như vậy, tất cả nón trắng, giày trắng, đủ thứ hết lên. Lên tàu. Lên tàu khi bàn giao rồi thì bắt đầu với lên tàu thì bàn giao xong thì là đi liền. Đi liền thì đi qua Hải quân công xưởng. Đi qua Bộ Tư lệnh Hải quân, từ Hải quân công xưởng đi qua Bộ Tư lệnh Hải quân thì tất cả đều lính trắng hay sĩ quan đều đứng lên mũi tàu mặc đồ trắng như vậy, giơ tay chào, giơ tay chào Bộ Tư lệnh Hải quân, thế rồi đi. Đi thì vừa qua khỏi Bộ Tư lệnh Hải quân là xuống tàu cởi đồ trắng ra hết, mặc đồ xanh. Đồ xanh nó gọi là đồ tác chiến của Hải quân.
Thì đi vậy chúng tôi chở theo cái lữ đoàn thủy quân, lữ đoàn B thủy quân lục chiến. Do đại tá Soạn, tôi còn nhớ tên không? Đại tá Soạn làm chỉ huy lữ đoàn B thủy quân lục chiến. Vâng. Thế thì chở đi thì đây là cái lần đầu tiên mà thủy quân lục chiến và hải quân đã vào cái miền sông Rạch, cái vùng rừng U Minh. Mà cô rừng U Minh là quý vị nghe rồi là rất là nhiều muỗi. Mỗi cây, năm nào? Ở mỗi năm 69. Tôi đã đang kể năm 6, nhận xong đi liền đó. Nhận bàn giao đi liền. Đi liền thì đi vào trong cái khu đó là nước của cái con sông ở trong cái rừng U Minh á, nó vàng giống như nó trà của mình. Bởi vì lá tràm nó nhiều. Lá tràm là khi mà nó rớt xuống thì nó cái màu nước nó thành như cái màu vàng như nước giống như trà vậy đó. Thế mà cá lóc là con nào con bự, rất là bự. Thì thưa chúng tôi cứ thả mồi xuống rồi ăn rồi câu lên con cá thật là bự vậy mà trong nó nhiều cá như vậy. Thế rồi hai bên bờ là dân người ta trồng những trái, trong Nam gọi là trái khóm, Bắc kêu là trái dứa gì đó, nó chín vàng hết. Chín hàng hết thì lính hải quân rồi lính thủy quân lục chiến đi bên bờ là cứ hái thôi. Cứ hái là cầm hái ăn tại chỗ vậy. Nhưng mà cái lúc đó là anh... Nó chín đỏ hết rồi. Tức là anh đang nói cuộc hành quân mà... Cuộc hành quân mà tôi kỷ niệm thứ hai đó. Tôi đang nói cái diễn tiến rồi sẽ đến cái kỷ niệm mà... Thế rồi hái nó để cho mình một tháng như vậy, không có gì hết. Tuy rất là bằng an, không có gì hết. Thế rồi có những con heo mà tụi cộng nó nuôi rồi nó cứ chạy ngờ này. Thế rồi thì coi như là rất là bình an, không có gì cả. Thế đến sáng thứ ba thì tôi nhớ nếu cha mẹ đặt tên cho tôi là Bùi Ngọc Long. Thì tôi nhớ cái đêm đó là đêm ngày 6 rạng ngày 7 tháng 11 năm 1969. Tôi nhớ không quên được. Thì đó gọi là kỷ niệm mà ghi nhớ. Thế thì đêm đó thì Việt Cộng nó pháo. Nhưng mà đầu tiên nó pháo mà đơn vị tôi là tôi dẫn đi 20 cái tàu. Tất cả là cả trăm chiếc tàu, nhiều đơn vị lắm. Từ Giang Đồng, Thủy Bộ 71, 72, 73, 74, 75 đi hết mà. Chở theo cả một lữ đoàn vì con lục chiến thì đâu phải là ít đâu. Thế nên nó pháo như vậy, pháo suốt từ 10 giờ đêm mà cho đến 2 giờ sáng, pháo liên tục như vậy. Mà đơn vị của tôi dẫn đi 20 cái tàu như vậy, bị chìm hết 3 cái. Lính tráng chết như là khóc lóc thảm thiết. Thế là súng bắn lên rồi thủy quân lục chiến bên bờ họ leo lên tàu. Leo lên tàu rồi bắn dữ dội lắm. Rồi hồi đó Mỹ còn yểm trợ. Thì ra máy cố vấn Mỹ đi theo tàu, họ về gọi máy bay phản lực của Mỹ đến mà bay tít trên cao mà dưới này Việt Cộng bắn phòng không lên nó đỏ rực trời hết. Rất là dữ dội. Thế sau khi nó pháo xong rồi đó thì bắt đầu nó xung phong. Xung phong mà bắn Hỏa Châu lên thì nhìn cởi trần không, Việt Cộng cởi trần không, nó xung phong nó nhào xuống tàu. Nó vào xuống tàu thì ở cái bên bờ bên tay phải này là cái bộ chỉ huy của ông đại tá Soạn thủy quân lục chiến, nhưng mà bữa đó ông lại bay về Sài Gòn. Thế còn bên trái cái bờ sông này thì là cái pháo đội 105 ly của thủy quân lục chiến. Thế thì nó bắn như vậy thì hỏa lực tôi bắn lên rất là dữ dội. Nó xung phong nhưng mà bắn là dữ dội, mà cái pháo đội 105 ly thường người ta bắn vòng cầu, thế mà lúc đó phải bắn trực xạ, là bắn hạ nòng xuống bắn ngang vậy. Bắn ngang vậy thì sự thật cái trận đó nguyên đơn vị tôi là vừa bị thương bị chết hết 10 hết 10 thủy thủ rồi coi như là tàu thì chìm hết 3 người.
Thế còn tôi thì tôi thấy đứng chỗ nào cũng đạn cũng bay vù vù, không biết trốn chỗ nào, tôi đứng lên mũi tàu tập chết cho chết luôn. Chứ biết trốn chỗ nào bây giờ mà mình là sĩ quan chỉ huy nữa. Rồi mình trốn đâu bây giờ? Rồi cuối cùng thì cái trận đó thì đánh đâu lâu thì mới dứt anh. Rồi cùng tôi bị thương đây nè, thương nếu giờ cởi áo thấy viên đạn xuyên từ bên này qua bên này mà nó xuyên ngang vậy, nó không xuyên dọc. Phước to xấu lớn rồi. Thì trong cái trận đó luôn à, bị thương luôn. Thì tôi là không chết. Không chết nhưng mà sáng ra thì một cái sư đoàn 21 ở cái vùng đó họ đến họ tiếp viện thì họ đi bằng cái máy bay Chinook đó, mới đáp xuống đó thôi thì là nó lại pháo tiếp, là mấy người mới từ máy bay Chinook bước xuống là đã bị pháo chết rồi. Nó cần rất là kinh khủng. Thế rồi tức là bao nhiêu ngày hết thảy ta? Rồi suốt sáng cho đến sáng ngày hôm sau mà khi tiếp viện đến đó thì sau khi mà sư đoàn 21 họ đến và tiếp viện thì họ đi vào sâu ở bên trong thì tụi nó chạy hết không còn gì, nhưng mà xác Việt Cộng rất là nhiều bởi vì bị đạn của hải quân bắn lên rất là mạnh. Đó là chiến công của hải quân đó, và đó cũng là lần đầu tiên anh gặp một hành quân lớn phải không anh? Đó là hành quân lớn đó. Lần đầu tiên anh gặp đó. Rất cảm ơn anh cho em xin phép cho chúng em đọc những lời chia sẻ của khán giả đến với chúng ta đây thưa anh. Chú Phương Lục gọi từ Arizona. Hôm nay thấy hình của thiếu tá rất là đẹp. Chú Phương Lục cũng là một trung sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Xin chào thiếu tá và chào hai chị Trang Thanh Lan, Phương Hùng Quế. Xin chúc thiếu tá dồi dào sức khỏe. Xin yêu cầu hai cô hát tặng thiếu tá một bài gì về lính cũng được. Dạ vâng, để em đọc một lời chia sẻ này rồi Trang Thanh Lan hát. Em sẽ hát bài hải quân. Bài hải quân. Tặng anh. Em xin phép đọc một lời chia sẻ nữa là anh Phong. Cảm ơn anh Phương Lục. Gọi từ Michigan, anh xin yêu cầu hai cô hát một bài nhạc nào lính cũng được. Để nhớ về quê hương. Dạ, bây giờ thì em xin phép em hát trước một bài nói về hải quân để tặng anh Long cũng như là các anh chiến sĩ quân chủng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Bài hát Em Ghét Lắm. Tàu màu xám chở anh đi, ghét thật nhiều hoa biển của anh thi, được gần anh nhiều hơn cô em gái. Em ghét lắm tiếng đại dương gào thét, anh nghe nhiều hơn cả tiếng em cơ. Em ghét ghê đêm có ánh trăng mờ, anh ngắm hoài và quên em đó thôi. Lộng gió em ghét anh ghê sao nỡ để em lạnh lùng. Em ghét lắm bờ môi xinh hoa mộng, nhìn anh cười tàu cập bến xa xôi. Em muốn anh đừng làm vẻ đơn côi, mà phải nhớ em còn đây nhé ơi. Anh ơi những ngày vượt chung anh nhớ đừng quên em. Anh ơi đêm lòng gió em ghét anh ghê sao nỡ để em lạnh lùng. Em ghét lắm bờ môi xinh hoa mộng, nhìn anh cười tàu cập bến xa xôi. Em muốn anh đừng làm vẻ đơn côi, mà phải nhớ em còn đây nhé anh. Em muốn anh đừng làm vẻ đơn côi, mà phải nhớ em còn đây nhé. Anh nghe anh có nhớ những ngày anh đi lính không thưa anh? Nhớ, nhớ nhiều lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin phép anh có một lời chia sẻ nữa. Lời chia sẻ của anh Trần Văn Nhi gọi từ Arizona. Anh là một nhân viên ở đơn vị thủy bộ 713. Anh có đi hành quân trong trận đánh mà thiếu tá vừa nói. Anh muốn hỏi là thiếu tá ở đơn vị nào? Tôi ở giang đoàn 74 thủy bộ. Giai đoạn 74 thủy bộ. Anh Trần Văn Nhi ở Arizona. Cảm ơn anh Nhi. Cảm ơn anh Nhi rất là nhiều. Và xin phép quý vị cho chương trình Tiếng Hát Hậu Phương tạm ngưng trong giây lát để mời quý vị xem một số thông tin thương mại của đài và chúng tôi sẽ trở lại.
anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage hiệu Inada được làm chánh gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua quý vị Đồng Hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm, xin vào trang nhà teletronusa.com. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại có số 1877-892-6999. Và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương cũng được bảo trợ bởi công ty Yến Thanley, một nơi đáng tin cậy. Vì Thanley Yến chỉ chọn những mặt hàng tinh chất, nguyên chất, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến ngon tốt đến hàng Thanley. Điện thoại liên lạc 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà thanleyyến.com. Vâng, thưa quý vị, sau đây là phần thông báo. Trước tiên là thông báo chương trình ca nhạc gây quỹ giúp người già neo đơn, những trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Việt Nam do Hội Từ Thiện Hoa Tình Thương và nhóm Hương Sen tổ chức với chủ đề Mẹ và Xuân Quê Hương, được tổ chức vào ngày Chủ nhật 3 tháng 4 sắp tới đây tại Unify Event Center 765 Story Road, San Jose, Bắc Cali vào lúc 2 giờ trưa đến 10 giờ tối. Thành phần ca sĩ Phương Hồng Quế, Mai Thiên Vân, Tuấn Quỳnh cùng rất nhiều ca sĩ địa phương, MC Thanh Tùng và MC Giáng Ngọc, giá vé đồng hạng 20 Mỹ Kim. Kính mong quý vị đồng hương tham gia để ủng hộ cho chương trình có ý nghĩa này. Vé hiện bán tại Paloma Cà Phê, Khải Hoàng Center. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Diệu Minh 408-646-8485. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Diệu Minh 408-646-8485. Và sau đây là xin đọc phân ưu. Được tin ông Tạ Trung Nghĩa, pháp danh Từ Diễm, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1972, vừa tạ thế ngày 20 tháng 3 2016 tại San Jose, hưởng dương 44 tuổi. Trước sự mất mát đớn đau này, Tiếng Hát Hậu Phương không quân Lý Tống, Huỳnh Hớn và thân hữu xin thành kính phân ưu cùng tang quyến ông Tạ Văn Triết, thân phụ của ông Tạ Trung Nghĩa, Hải quân 15 đệ nhị sông 5, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nguyện cầu hương hồn ông Tạ Trung Nghĩa, pháp danh Từ Diễm, sớm về cõi vĩnh hằng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những lời phân ưu như thông báo của Tiếng Hậu Phương. Sau đây thì chúng tôi xin được phép trở lại với buổi nói chuyện của cụ thiếu tá Bùi Ngọc Long. Dạ vâng, thưa anh, chúng em xin tiếp tục để hỏi thăm. Bây giờ em hỏi anh tiếp tục là cái lúc mà anh bị thương là khi nào anh mới được chuyển về bệnh viện thưa anh? Vâng, thì ngay hôm đó thì tôi bị thương nhưng mà cũng băng bó, nhưng mà hồi đó là tôi cũng vẫn còn sức ở lại để mà tiếp tục mà chỉ huy cái đoàn. Tức là viên đạn từ bên này xuyên qua bên này. Lúc này thôi, nhưng mà băng bó thôi. Chứ không đến nỗi phải di tản liệm, phải tản thương. Nên thì băng bó xong, y tá băng bó xong rồi có bác sĩ của Thiên Lục Chiến cũng chăm sóc rồi tiếp tục lại chỉ huy đoàn tàu cho đến mấy ngày sau mới trở về hậu cứ. Dạ vâng thưa anh, thì hôm nay là đã cuối tháng 3, sắp đến tháng Tư Đen rồi thưa anh. Thì trong những cái ngày quốc hận, ngày tháng Tư Đen, những ngày mà di tản như vậy thì anh ở đâu thưa anh? Lúc đó thì anh ở đâu thưa anh? Và cái đơn vị trước hết rồi, cái đơn vị cuối cùng của tôi mà tôi phục vụ đó, là khi đó tôi được biệt phái cho sư đoàn thủy quân lục chiến hành quân. Cho bộ tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến hành quân. Và bộ tư lệnh hồi đó lúc đầu là đóng tại thành Nội Huế, rồi sau chuyển lên Hưng Điền. Đây thì tôi là sĩ quan liên lạc hải quân, tức là mỗi một buổi sáng ông tướng Bùi Thế Lân ông lên ông thuyết trình, ông vẽ bản đồ là hải quân phải bắn vào tọa độ này, tọa độ này, thì tôi lấy cái điểm đó. Tôi gọi ra ngoài biển để ngoài biển bắn hải pháo vô. Đó là cái nhiệm vụ tôi khi mà sau khi mùa hè đỏ lửa chiếm được Quảng Trị rồi thì cái nhiệm vụ của tôi hết, thì tôi trở về Sài Gòn mà
mà tôi bị bệnh. Đó là tôi nằm từ năm cuối năm 73 và cho đến 74 nằm tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Thì khi đó vào ngày 30 tháng 4 là khi tôi còn đang nằm trong bệnh viện. Dạ vâng. Như vậy thì anh sĩ quan, vậy là chắc là anh bị đi tù chứ anh? Không đi tù, tù nhiều lắm. Dạ. Bởi vì Hải quân á, nó nhiều người hỏi tại sao có tàu mà rồi lại không đi mà ở lại mà kẹt mà bị tù như vậy, thì nó cũng có nhiều trường hợp. Vào trong tù thì gặp Hải quân cũng nhiều, không quân cũng nhiều, không quân có bay cũng ở tù. Nhưng Hải quân tôi thì nó cũng là cái trường hợp nó cũng cá biệt, là vì cái hoàn cảnh này hoàn cảnh khác chứ không phải mình liên tiếc. Thực thật là tôi đã chuẩn bị ra đi từ tháng 3, tháng 4 với cái xảy ra cái chuyện đó thì tháng 3 gia đình tôi đã thu xếp để đi ra đi rồi. Thế nhưng mà kẹt cái rồi ở lại rồi ở tù suốt từ năm 75 cho đến năm 84, tức là 9 năm. Cả tù miền Bắc và tù miền Nam. Cái tù này gọi là khổ sai, có nhiều người cứ nói cải tạo. Sự thật Việt Cộng đâu có cải tạo gì cho mình được đâu, làm sao mới là cải tạo được? Làm sao là cải tạo được? Đầu óc chúng tôi là đầu óc mà đâu có phải là ngu dốt gì mà phải cải tạo, phải đổi từ cái này ấy kia. Không cách nào cải tạo, nhưng nó gọi những cái mỹ từ như vậy thôi. Sự thực nó đày đọa chúng tôi cho tới chết. Mà chúng tôi không chết, cho tới sống ngày nay là do cái số phận của mình chưa chết thôi. Chứ nó đày, mục đích nó đày cho chết. Đày lao động mà không có đồ ăn. Ăn mà khoai mì, ăn mà bắp rang, ăn rất là khổ sở mà lao động suốt từ sáng đến tối. Chịu không nổi. Còn cứ người chỉ còn da bọc xương thôi. Dạ đúng rồi. Ở tù thì kinh lắm, tù Cộng sản là kinh lắm. Thưa anh, như vậy thì sau khi mà anh ở tù ra 7-8 năm, 9 năm như 9 vậy năm. Thì anh đi Mỹ năm nào thưa anh? Thì 84 tôi ra tù. Thì đi tôi ra tù tôi thì tôi mới bắt đầu tôi còn cũng ra tù xong là về nhà thì cũng bị bệnh. Bệnh rồi thì trong khi còn đang nằm trên giường bệnh thì người ta đến ta rủ đi vượt biên. Ồ, anh vượt biên. Biên phải biết tôi là hải quân. Biết hải quân là lái ghe lái tàu cho người ta thì người ta đến ta mướn mình đi. Đi không có tốn tiền mà người ta cho thêm tiền mình nữa. Tức là anh đi vượt biên chứ không phải là đi vượt biên thôi. Vâng, để tôi sẽ nói cái chuyện đó tại sao tôi không biết ở HO. Thế là đi 84 ra tù, 86 thì vượt biên. Mà đến 8 đến năm 90 mới có chương trình HO. Thì thử tôi đi từ năm 86 tôi vượt biên rồi thì khi đó chưa có chương trình HO. Vâng. Không, mà cuộc hành trình, cuộc hải trình mà đi vượt biên như vậy rất là gian lao, nguy hiểm. Anh có thể kể nhân dịp 30 tháng 4, anh có thể kể những cái gian chuyến khổ vượt biên của anh. Anh gặp trong cái chuyến đi vượt biên của anh, thưa anh. Cái vượt biên như vậy là sự thực tôi đi vượt biên tới 7 lần mới thoát. 6 lần trước là đi ở cái Vũng Tàu, đi từ hết những cái khu này đến khu kia mà lần nào cũng bị người ta leo lên ghe lên, người ta kêu là đi hôi đó. Việt Nam gọi được can me đó, đi can me để đi hôi nữa. Đi hôi đó. Tôi còn có đeo chung quanh cái ghe không cách nào lái nổi. Thế rồi có trường hợp ra nơi thấy nó cái ghe nó nặng chịu rồi mà hai bên cứ đeo như vậy thì không cách nào đi được lái về rồi cũng bị đuổi, bị bắt mấy lần nhưng chạy thoát. Chạy thoát một lần nào cũng bị vậy. Thế 6 lần rồi đi không được. Tôi với có người bạn tôi rủ xuống dưới Cà Mau. Xong rồi Cà Mau đi qua cái cửa Gành Hào vượt biên. Nhưng mà trước khi đó phải giả bộ đi làm củi. Đi mặc quần cái sờ loãng không. Rồi đi cái ghe máy đuôi tôm rồi đi ra ngoài biển chặt củi tràm rồi làm về phơi bán. Nhưng mà lúc đó anh có gia đình chưa thưa anh? Có rồi. Là đi cả cùng gia đình luôn vượt biên không? Không, đi vượt biên thì đi một mình thôi. Thế rồi đi xuống giả là bộ chặt củi tràm rồi đi vậy đi qua đồn công an ở cửa Gành Hào thì nó quen lắm, mình cũng tưởng là dân làm ăn thật tình không? Thế đến tối hôm đó là đi thì cái người chủ mà đây tôi nói là cái đi rất nguy hiểm, mà cái người chủ lừa tôi mà bắt buộc tôi phải ra đi. Họ cũng mua một cái tàu lớn, cũng máy lớn, họ để nhà đây này, cái tàu như vậy, máy như vậy, tôi coi ở về đi biển được. Đến lúc họ đưa cái máy đuôi tôm thôi với cái ghe, mà ghe chở lúa rồi họ bỏ đi chặt củi tràm như mọi ngày. Thế tối rồi họ cho cái tàu lớn ra, lúc họ không cho ra, họ nói giờ ra không được.
Họ ra không được, họ cho một cái ghe nhỏ con qua rồi quẳng lên ghe của tôi thêm một cái máy đuôi tôm gọi là máy BS9 đó. Yeah. Bạch chạy trong sông đó. Rồi đi. Như vậy đi, là trên tàu có mấy người thế anh? Đi có 12 người thôi. Yeah. Tất cả có 12 người lớn. Yeah. À, đi thì rất là nguy hiểm. Đi đến buổi sáng ngày hôm sau đi, tối thì sáng ngày sau bị 6 cái tổ quốc doanh của Việt Cộng nó chặn, nó bắn. Nó bắt nó kéo về từ chỗ đó, nó kéo về đảo Hòn Khoai ở vùng Rạch Giá đó. Nhưng mà tối rồi nó mới để cho một cái giữ tụi tôi, còn mất năm ấy kia nó đi. Thì cái người mà giữ chúng tôi thì xuống hỏi có tiền, có vàng, có bạc đưa cho họ thì họ thả ra. Yeah. À, thế rồi thả ra họ trả lại cho tôi hải bàn, rồi trả lại cho tôi tất cả những cái la bàn của hải quân để đi biển đó. Yeah. Họ trả lại, họ nói thôi đi về lấy đi. Tiền thôi. Họ nói thôi đi về đi chứ bây giờ cái chân vịt nó nhỏ xíu bằng ngón tay mà sao đi biển được, đi mà chết à. Bỏ thôi cảm ơn quý vị tôi về. Nhưng mà tôi không về, tôi đi tiếp. Yeah. Dạ em có hai em có khán giả gọi hỏi anh hai câu hỏi, xin phép anh cho em đọc để anh trả lời nha. Ok. Anh Trần gọi từ Phoenix, Arizona. Trước hết gửi lời chào thiếu tá, hai cô Trang Thanh Lan và Phùng Quế. Cảm ơn hai cô, thứ ba nào cũng có chương trình và tiếng hát rất là hay. Anh Trần trước đây cũng là trong binh chủng hải quân. Anh có câu hỏi với thiếu tá là khi Mỹ bàn giao những tàu chiến hải quân cho Hải quân Việt Nam Cộng Hòa thì đã tháo bệ quân hỏa tiễn ra, không biết tin đó có đúng hay không? Câu thứ nhất đó thì anh. Tháo gì? Tháo cái bệ gì anh? Tháo bệ quân. Bệ tháo. Quân là gì? Không, sự thật là như vậy. Tức là tháo những cái hệ thống quá, em nghĩ chắc hệ thống. Tháo những cái súng ống ở trên tàu á. Không phải nó như là không phải nó tháo mà như vậy. Là riêng cái tôi nói về cái giang tốc đỉnh đó. Yeah. Mà tiếng Mỹ nó gọi là PBR đó. Yeah, yeah. Cái giang tốc đỉnh đó thì thường thường nó có cái radar. Yeah. Có cái radar nó tròn tròn ở bên trên ở dưới. Yeah. Thế thì dưới ở trong cái phòng lái thì nó có cái màn ảnh. Yeah. Tức là ban đêm nếu mình đi phục kích ấy, thì mình mở cái màn ảnh nó lên thì Việt Cộng mà di chuyển ở trên ruộng ở trong xa là dưới này mình nhìn thấy hết. Từ cái tiếng hô của nó hay từ những cái lội nước bõm bõm là dưới này màn ảnh nhang ra thấy hết. Thêm khi bàn giao cho Việt Nam rồi á thì không hiểu tại sao mà lại tháo bỏ mấy cái radar đi hết. Tôi cũng thấy làm lạ cho giờ tôi cũng hiểu cái đó là cái radar. Cái radar mà bàn giao thì nó bàn giao đầy đủ, Mỹ bàn giao đầy đủ. Chắc anh ấy hỏi đó, anh hỏi câu hỏi đó. Chắc anh Trần hỏi câu đó. Vâng. Và câu hỏi thứ hai của anh Trần là Mỹ có huấn luyện cho hải quân nhưng không có dạy cho hải quân Việt Nam hải trình tác chiến. Do đó khi đụng trận thì từ thủy thủ đến hạm trưởng đều chạy toán loạn như trên Hoàng Sa. Điều đó có đúng hay không? Không, về cái tác chiến này thì sự thực là mỗi một cái trận địa đều khác. Cái người Mỹ người ta chiến đấu thì người ta chiến đấu theo cái chiến thuật riêng của người ta. Tôi nói ví dụ như bộ binh Mỹ đi. Bộ Mỹ mà đánh nhau với Việt Cộng mà cứ đi ngờ thì nó thì làm bia cho nó bắn thôi. Đó, thế nhưng mình thì mình bò hoặc là mình núp chỗ này rồi mình lần lần mình chiếm từng mục tiêu. Nhưng mà Mỹ thì cứ đi thẳng. Đó, thì đó là cái cách của quân đội Mỹ. Còn hải quân thì họ cũng cách riêng của họ. Nhưng mà khi hải quân Việt Nam thì cũng được huấn luyện là sử dụng súng. Rồi cái khi nào thì khi mà đi những cái vùng, đến cái vùng nguy hiểm á, thì cái sĩ quan chỉ huy như tôi là phải ra lệnh cho tất cả đoàn tàu là vào nhiệm sở tác chiến. Tức là gọi máy tất cả vào nhiệm sở tác chiến. Tức là lính vào hết, ổ súng nào vào ổ súng đó, mặc áo giáp vô, đội non sát vô rồi ngồi vô ổ súng của mình. Đó. Thế rồi khi mà tôi kể là có những tôi sợ sống cho đến giờ phút này là tôi có giáp cam thứ 6. Yeah. Nhiều khi tôi đi vào cái khúc sông Rạch thấy tự nhiên gai ốc nó cứ nổi lên này. Yeah. Mà cũng chưa thấy có Việt Cộng đâu hết. Nhưng mà tôi bảo thôi bắn. Thế tôi ra lệnh tất cả súng là bắn lên hai bờ, bắn rồi bắn súng một chê rồi 81 ly rồi thì trong cái tàu nó còn có gọi là cannon Beaufort, tức là 40 ly bắn bằng chân, đạp bằng chân đó, bắn lên đó. Bắn được đứa nhòm lên thì Việt Cộng chạy ngờ. Nó phục kích mình mà nó tưởng mình biết.
mà dạ. sẽ tự bắn xạo thôi. Dạ, cái giác quan. Cái giác quan. Dạ, hay quá. Tức là lên tịch thu được xác Việt Cộng, xuống Việt Cộng. Dạ. Đó. Đó này nó là nó nhờ như vậy là anh hải quân, nhưng mà anh cũng tham gia rất là nhiều trận chiến anh không ha. Hải quân thì tôi nói nó, yeah. hải quân ấy, cái nó có cái lực lượng gọi là hải lực á thì yeah. là lực lực đi biển, ít khi đụng độ, ít khi yeah. đánh nhau, chỉ có yeah. trận Hoàng Sa thôi yeah. đó. Thế còn cái lực lượng như chúng tôi lực lượng giang đỉnh chiến đấu chính, gọi là đó lực lượng chiến đấu chính của hải quân yeah. thì nó gồm có giang đoàn thủy bộ, giang đoàn yeah. sông ngòi, rồi tuần thám, nó nói cái đó, thì tất cả cái đó là lực lượng chiến đấu chính. Dạ vâng. Đấy, vâng. Rất là hân hạnh là ngày hôm nay chúng em đón tiếp, cũng có hải quân lên rồi. Vâng. Nhưng mà hôm nay chúng em cũng rất là hân hạnh để đón tiếp anh là vâng. trong cái giang đoàn có chiến đấu để cho khán giả cũng như là các thế hệ sau nó hiểu biết thêm. Vâng. Tụi em cũng hiểu biết thêm nữa thưa anh. Vâng, sau đây chúng em xin phép có một lời chia sẻ nữa của người lính già ở Tennessee. Xin gửi lời chào hai cô Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế. Dạ, chào người lính già. Hai cô hôm nay mặc đồ rất đẹp. Dạ. Vâng anh. Gửi lời chào thiếu tá Long, người lính già cũng là sĩ quan hải quân đã phục vụ trong giang đoàn tác chiến. Giang đoàn mấy? Dạ, xin hỏi thiếu tá Long, lúc ông về giang đoàn thủy bộ thì có phải đại tá Hoàng Cơ Minh là tư lệnh lực lượng thủy bộ hay không? Trả lời hả? Đúng không anh? À, không phải, bởi vì khi mà tôi nhận cái bàn giao lực thủy bộ là tại Hải quân quân sự năm 1969, như mà tôi nói đầu năm 69 thì cái tư lệnh mà lực lượng thủy bộ đầu tiên là đại tá Đinh Mạnh Hùng. Dạ. Và cuối năm đến năm 74 thì ông cũng lên phó đại đốc một sao. Dạ. Thế còn Hoàng Cơ Minh thì có 3-4 năm sau thì ông có thể là tư lệnh lực lượng thủy bộ cuối cùng của lực lượng thủy bộ là ông Hoàng Cơ Minh. Dạ. Vâng, em xin tiếp lời là anh lính già yêu cầu Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan hát bài Hoa Biển để tặng cho các anh em hải quân. Nhưng mà bây giờ em xin phép là em hát một cái bài nữa để cũng đặc biệt tặng cho các chiến sĩ hải quân ngày hôm nay, vì có anh Bùi Ngọc Long ở đây. Một bài hát của nhạc sĩ Trường Sa, Một Lần Xa Bến, để dành tặng cho tất cả các anh chiến sĩ hải quân. Xa bến bao nhiêu là buồn, xa xôi hải lý con tàu hoen sương. Anh ngước nhìn về sau đêm hẹn rằng, dù cho sao trời đưa lối, tình đôi ta không chóng phai. Đời anh như cánh chim bay nghìn chu. Lầu vắng mong người đại dương, xa bên một lần thân thiết lại gần, chung khơi ngăn tình đôi đứa, trên sông có đôi mình thôi. Ấm vang hồi coi xóa dần màn đêm u tối, ngại ngần vầng trăng vỡ xa bến. Anh mơ thật nhiều tương lai nào đó bên người mình yêu, pháo cưới rộn ràng long lanh lệ mừng, thuyền hoa xuôi chèo qua bến, trên sông có đôi mình thôi. Pháo cưới rộn ràng long lanh lệ mừng, thuyền hoa xuôi chèo qua bến, trên sông có đôi mình thôi.
Thủy thủ. Thủy thủ của anh Duy Anh. Dạ, sau đây là lời chia sẻ của đâu rồi? Dạ, anh Phạm Văn Phương gọi từ Pennsylvania. Hồi xưa anh cũng trong đơn vị thiếu tá Long. Nếu có thể thiếu tá liên lạc cho anh Phương ở số, có số đây tí em đưa lại cho anh. Dạ. Okay. Anh Long có thể nói số điện thoại của anh Long để cho anh ấy viết. Số điện thoại của tôi là 626 626 378 378 3729 3729 626 378 3729. Vâng, đó là cái số di động gọi lúc đêm ngày gì cũng được. Dạ, dạ. Phương có thể gọi cho thiếu tá Long qua cái số của anh Long. Dạ, tí xíu em cũng sẽ chuyển. Dạ vâng, thưa anh, như vậy thì khi mà anh đi vượt biên, sau cái chuyến vượt biên như vậy rồi anh qua tới Mỹ là năm nào thưa anh? Bên đó thì cuộc hành trình rất là nguy hiểm, nhưng mà có những cái ghe rất lớn, có đầy đủ máy móc dụng cụ mà ta lênh đênh trên biển tới 15-16 ngày. Bởi vì sự thực có những người như vậy họ, đến Mỹ họ lái tàu không biết, nhưng mà tôi biết đường đi. Thì tôi có bản đồ, có hải đồ, rồi hải cái la bàn đó để đi. Thì tôi canh đúng, thì tôi đi như vậy là tôi đi bằng cái ghe mà ghe lúa đó. Mà ghe máy lưới tôm. Mà tôi đi như vậy là có 3 ngày là tôi đến đảo Bi Đông. Đến đảo Bi Đông thì ở đó Bi Đông mấy tháng rồi chuyển qua Bi Đông, nó thuộc Mã Lai. Thế rồi nó là cái đảo, rồi sau chuyển qua thành phố của Mã Lai thì cái trại đó gọi là trại Shanghai BC của Mã rất Lai. Nhiều người ở đó thì ông, ở đó mấy tháng, ở đó mấy tháng rồi chuyển qua Philippines. Philippines ở cái trại tị nạn gọi là Morong Bataban của Philippines. Đó mấy tháng rồi bắt đầu chuyển qua Hoa Kỳ. Anh sang Mỹ thì bắt đầu sang Mỹ năm đó năm 80. Tức là 86 đi vượt biên thì 87 qua tới Mỹ. Tức là thì khi anh qua tới Mỹ là anh bắt đầu là anh hoạt động như thế nào anh? Anh nói rất là ngắn là bởi vì cái thời giờ của chúng ta không còn nhiều. Hiện giờ thì anh đang làm những cái công việc gì hàng ngày thưa anh? Nên nếu về hoạt động thì nó có nhiều cái hoạt động, tất cả các tổ chức, hội đoàn, cộng đồng thì tôi cũng đều tham dự hết. Thế nhưng mà song song với đó thì cũng phải cố gắng để mà tạo dựng một cuộc sống mới. Thành thử ra sau song song cái sinh hoạt tất cả các tổ chức cộng đồng như vậy thì tôi có mở một cái văn phòng dịch vụ về di trú. Tức là về immigration, tức là về bảo lãnh rồi đủ thứ về thẻ xanh quốc tịch vân vân. Đó thành thử ra đó ở đâu thưa anh? Anh có thể nói cho quý vị khán thính giả biết. Thì cái văn phòng của tôi đó, cái tên của nó là dịch vụ di trú và xã hội, tức là ngoài vấn đề di trú tôi làm vấn đề xã hội, tức là xin tiền trợ cấp, tiền già, tiền bệnh cho mọi người đó về vấn đề xã hội. Thế rồi điền đơn, mẫu đơn này đơn kia cho người ta. Thế rồi về kết hôn rồi làm đủ mọi thứ đó. Thì dịch vụ di trú xã hội thì cái văn phòng của tôi nó nằm trong thành phố San Gabriel. San Gabriel. Los Angeles, California. San Gabriel thuộc County Los Angeles. Và có thể là khán giả ở xa nhiều khi muốn bảo lãnh gia đình hay là có những cuộc hôn nhân cần bảo lãnh là anh cũng đều làm hết không thưa anh? Vâng, thì cứ gọi tôi nếu tất cả quý vị. Anh đọc lại cái số điện thoại của anh thưa anh. Vâng, tất cả quý vị nếu có cái nhu cầu về bảo lãnh là bất cứ theo cái diện nào, diện cha mẹ, diện anh em, viện hôn thê, hôn phu. Đó, rồi vấn đề du lịch, du học. Thì tôi tất cả dịch vụ tôi gồm. Anh đọc một lần số phone anh nữa. Thế cái tên của tôi. Muốn gọi tên tôi thì tên tôi là Bùi Ngọc Long. Thế và số điện thoại di động, tức là gọi là cell phone đó, tức là số vùng là 626 3-78-3-7-2-9 3-78-3-7-2-9, Thế nếu có quý vị có cái nhu cầu gì thì cứ gọi cho tôi. Cảm ơn anh rất nhiều, anh đã sang đến Mỹ một cuộc chiến đấu, đã sống trong lực của Nam Cộng Hòa. Và sang bên đây cũng tiếp tục phấn đấu mà tới tuổi này anh vẫn còn làm việc minh mẫn như vậy, thì xin chúc mừng cho anh là anh đến đất Mỹ định cư và anh đã có những công việc làm rất tốt, mà đến giờ phút này sức khỏe của anh vẫn còn để anh làm việc như vậy thì rất là anh quý. Có một cái lời có lời nhắn gửi gì cho thế hệ sau này không thưa anh? Không, về thế hệ sau này á thì phải nói một câu nó có tính cách chung chung như vậy là tất cả gọi là cái giới trẻ
và giới trẻ là giường cột của đất nước, tức là thế hệ mai sau là giới trẻ. Thế nhưng mà nhìn vào những giới trẻ như hiện tình đất nước của Việt Nam hiện nay dưới chế độ độc tài cộng ấy, thì tất cả mọi thứ đều từ văn hóa xã hội cho tất cả những lớp thanh niên thiếu nữ gần như là tất cả tôi coi như là bị hủy diệt hết. Không trông mong gì vào cái thế hệ trẻ mà sống trong chế độ cộng sản hiện nay. Thế nhưng cái thế hệ trẻ của con em của người Việt tị nạn hải ngoại này thì có rất nhiều những người rất thành công. À, có những người đã làm tướng, tướng trong quân lực của Mỹ. Để có những cô gái thôi mà trung tá bằng thiếu nữ Việt Nam mà lái máy bay phản lực bỏ bom bay sát xuống đất vậy. Đó, đó là những cái mà nhìn thấy những cái gương sáng đó. Thế và nhất là tất cả những cái tổ chức hội đoàn mà ở trong vùng đây mà trong đó có những cái thanh niên, thiếu niên á, thì họ luôn luôn hướng về những cái cội nguồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Rất cảm ơn anh. Rất là quý. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì chúng em cũng mượn cái bài hát này để giả từ tất cả vị khán thính giả ở đây cũng là hôm nay thì anh lên đây hải quân thật là rất nhiều các chiến sĩ hải quân gọi vào yêu cầu thì để kết thúc có lẽ là chúng em hát bài khác nhưng mà sẵn có người lính già Tennessee người lính già là hải quân đó thưa anh thì em chúng em sẽ hát bài Hoa Biển theo lời yêu cầu để tặng người lính già tất cả anh chiến sĩ hải lục không quân luôn và gửi lời gửi tặng anh Bùi Ngọc Long. Xin mời anh gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các vị khán thính giả. Hôm tôi Bùi Ngọc Long, thiếu tá phục vụ trong quân lực, trong Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Hồn Việt. Chương trình của chúng ta tới giờ chia tay rồi thưa quý vị, Trang Thanh Lan, Phương Quế, Quốc Phúc cũng như là thiếu tá Bùi Ngọc Long xin chào tạm biệt quý vị ở đây. Xin kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Hàng tuần sau cũng vào giờ này 7 đến 8 giờ giờ Cali. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương cho em cả bài tiếng hát hậu phương. It is indeed
the best spa chair.